Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Tiếp tục đến nhà vườn của em Ken ha. Sẽ có một số bông trang cây thần chậu rất là mượt cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Hôm nay đa dạng nguồn luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, anh chào Ken. Xin chào anh Thái, xin chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì vườn em một số mẫu trang lá chung và lá nhỏ, mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay thì rất là nhiều cây đẹp, mong quý cô chú anh chị xem đến cuối clip để mình chọn cây ưng ý nhất. Rồi, hôm nay mình vào mã số 1 nha. Đây là một cặp phát tài loại nhỏ ha. Cái này là bao gồm 5 cụm cây như thế này. Cây thì nó có chiều cao là 33. Nó 5 thân. Hũ phúc ha. Một cặp như thế này thì em giao lưu với giá là 250.000, bao gồm hai chậu, bao phí ship tặng nơi cho cô chú anh chị luôn nha. Lá phát tài là lá sọc rất là đẹp luôn nè. Tiếp tục mã số 2 cũng là một cặp mã phát tài luôn. Cây có cũng chiều cao là 32. Một cặp này em cũng giao lưu giá là 250.000 luôn ha. Mã 2, lá sọc. Mã số 3. Số 3 tiếp tục mình lên bông trang nha. Hai phụng hoàng cam và một phụng hoàng kim. Cây có chiều cao là 50. Tán ngang là 45. Combo 3 chậu này em giao lưu giá là 200.000. Ở phía ship ha. Cây đang hoa nụ nè, nhánh tán dày rất là đẹp luôn. Tán nó dày nhiều nhánh. Combo số 4 quý anh chị em. Combo số 4 là 3 chậu trang tàu. Hai tàu đỏ và một tàu vàng. Cứng búp tới chân quý anh chị, này thích hợp để ban công nè. Cây có chiều cao là 60. Tán ngang là 35. Thoát thân là tầm 25 đến 30 nha cô chú anh chị, cây này thì tầm 25 nè. Cây có hoành là 45. Combo 3 chậu này em giao lưu với giá là 250.000. 3 chậu đang bông trực luôn, rất là đẹp ha, hai đỏ một vàng. Combo số 5 gồm 3 chậu tím sen Vĩnh Châu hoa thơm quý anh chị. Cây trồng chậu 5. Từ nhỏ nha. Tím sen Vĩnh Châu, cây này có chiều cao là 45. Tán ngang là 30. Cây một cốt hấp hết nha cô chú anh chị, một cốt. Combo 3 chậu này em giao lưu với giá là 250.000, 3 chậu tím sen Vĩnh Châu hoa thơm. Combo số 6. Combo số 6 là bao gồm 3 chậu. Cây có chiều cao là 35. Tán ngang là 30, là phụng hoàng vàng nè, bắp tím nè, phụng hoàng lửa. Combo 3 chậu này em giao lưu giá là 200.000, cây một cốt. 3 chậu này hoa đều to hết nha quý anh chị, dòng này hoa to, 3 chậu, 3 loại. Hoa to đẹp. Số 7 là 2 phụng hoàng kim, 1 phụng hoàng cam, cây đang hoa nụ rất là đẹp luôn. Cây có chiều cao là 40. Tán ngang là 40 luôn. Combo 3 chậu. Này hoành 4 năm ha. Này, cam kim lửa. Cam kim lửa 3 loại quý anh chị em. Cam kim lửa. Combo 3 chậu đang vô lưới giá là 200.000. Bao phí ship. Số 7. Mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Gồm 4 chậu quý anh chị. Mã số 7 4 chậu. Phụng hoàng lửa, cánh sen đổi màu, hồng sen nhật với cây tàu phối hai màu. Tàu này là 3-4 thân trên cùng một chậu ha. Còn những loại còn lại là một cốt. Cây có chiều cao trung bình là tầm 30 sen. Tán ngang là 30. Combo 4 chậu này vô lưu với giá là 220.000. Mã số 7. Mã số 8 là combo một cặp hai cam Dubai và cây Mỹ tím thơm. Dòng này cánh nó chạy sọc cây phiền. Có chiều cao là 70. Tán ngang 55. Hoa rất là đẹp quý anh chị nè. Thoát thân là 34. Mỹ tím Cà Mau. Cây có hoành là 34. Mã số 13 nè.
Mã số 8 này em vô lưu với giá là 200.000 một cặp như thế này. Nặng nè. Mưa này rất là nặng. Tiếp theo. Ba chậu tàu đỏ mã số 9. Dòng này cực kỳ sang hoa nha quý anh chị em. Cây có chiều cao là 65. Tán ngang là 35. Combo ba chậu này em vô lưu giá là 250.000, loại này rất là siêu hoa luôn. Ba cây động trạng một cốt thoát thân như nhau quý anh chị, đặc biệt full búp à. Cây hoa rất là đẹp ha. Combo số 12 là bao gồm ba chậu cam kim lửa. Cây có chiều cao là 65. Tán ngang là 40. Combo ba chậu này thì em vô lưu giá là 320.000. Mã số 12. Cây này có hành là 4 năm hết nha cô chú anh chị. Mã số 13. Nãy là mã số 10 nha. Nãy mã số 10. Này mã số 11. Mã số 11. Cây này có chiều cao là 65. Tán ngang là 45. Combo gồm 3 chậu tàu vàng quý anh chị. Thoát thân là 27. Cây có hành là 5. Combo 3 chậu này em vô lưu giá là 250.000, 3 chậu tàu vàng nha. Siêu búp luôn. Quá xá lên nụ. Siêu nụ. Cây này khoảng 5 ngày nữa là không thấy cái lá quý anh chị em. Cây này rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 12 là cây cẩm thạch hồng lá xoắn. Cây này có chiều cao là 60. Tán ngang là 85. Cây cái form tròn và một cốt rất là đẹp ha. Lên đế luôn. Thoát thân 20. Cây có hành là 9. Mã số 12 vô lưu giá là 350.000. Cây phun hoa luôn ha. Đang rực hoa nè. Cây này trồng chậu rất là khỏe. Mã số 13. Mã số 13 là cây tàu vàng. Này là hai thân trên một chậu ha. Cây này có chiều cao là 63. Tán ngang là 85. Cây thân nó rất là dày, rất là già quý anh chị. Mã số 13 250.000 tàu vàng. Mã số 14 cẩm thạch hồng. Cây này thì nhỏ hơn cây nãy xíu đặc ha. Biệt hoa đang lên cứng cây. Cây này có chiều cao là 60. Tán ngang 70. Hốc thân là 22. Cổ thân này có hành này là 7. Đế sổ ha. Cây này hiện vô lưu giá là 250.000. Mã số 14. Mã số 15. Mã số 15 là cây mỹ đỏ hoa mai. Cây lớn luôn anh chị em. Cây này đánh bầu ha. Về nhà cô chú anh chị mình để trong mát thêm tầm 10 đến 15 ngày ha. Hả, đem ra nắng. Cây này có chiều cao là 1m25. Tán ngang là 70. Mỹ đỏ hoa mai. Hốc thân là 62. Cây cốt hành là 13. Mã số 15 này em vô lưu giá là 350.000. Mỹ đỏ hoa mai. Tiếp theo đây là pháp đỏ hoa mai. Cánh nằm cánh luôn quý anh chị em. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang là 45. Hốc thân là 30. Đế nơm tứ diện ha. Cây có hành là 12 củ như này ha. Mã số 16 này em vô lưu giá là 250.000. Dòng này cánh hoa nó nằm cánh rất là đẹp quý anh chị em. Mã số 17. Một cây hồng tím thơm quý anh chị. Hồng tím thơm. Dịnh. Cây này trồng nó hai tầng đế luôn quý anh chị em. Cây này đang hoa nụ rất là đẹp ha.
Cái này đặt chậu trồng đất. Về thì cô chú anh chị mình cũng bỏ trong mát thêm 15 ngày ha. Cây này có chiều cao là 1m25. Tán ngang là 95. Lên búp rồi nè, rất là sai dòng này. Thoát thân là 66. Cây có hoành là 18. Cây này hiện vô lúa giá là 350.000. Cây hồng tím thơm. Một cốt rất là năng cây nha quý anh chị. Cây đế, cây thân già rất đẹp ha. Đây là tím sen Vĩnh Châu. Dạng son Cần Thơ. Dạng son Cần Thơ, xin lỗi. Cây cao. Mà số 18. Cây này trồng trong chậu á, úp cái thùng lại, cái đế nó cuộn á quý anh chị em. Cây này thì cao hết thước luôn rồi, này tới 1m7, 1m8 là cô chú anh chị. Mới rớt đợt hoa. Cây này thì tán ngang là 85. Đây quý anh chị, úp cái thùng lại vô nè, rễ nó ra nè. Thoát thân là 20, nếu mà muốn thoát thân cao của chú anh chị mình cắt những nhánh này ha, để cho nó có thân hơn ha. Vậy mình chiết ra ha. Cái này có hoành là 12. Thùng trong chậu của anh chị, rễ nó ra đây nè. Cái đế rất là đẹp luôn. Rồi, mã số 18, cây này em vô lúa giá là 400.000. Cây rất là nặng à. Mã số 19. Mã số 19 là Mỹ Đỏ Hoa Mai. Cây này thì có chiều cao là 1m30. Tán ngang là 85. Thoát thân là 70. Đây gốc còn sâu ha. Có hoành là 11. Cây này em cũng vô lỗ giá là 350.000. Mỹ Đỏ Hoa Mai. Cảnh nó vân vân à. Nè, hoa này nè, đồ hoa này. Hoa rất là đậm à. Mà số 20, một cây vàng son Cần Thơ tiếp theo quý anh chị. Một cốt ha. Này về quý anh chị mình cắt được xương lại cái là rất là đẹp. Cái này thì cũng có chiều cao là 1m50. Tán ngang là 65. Thoát thân là 45. Cây có hoành là 10. Cây này em cũng vô lúa giá là 400.000. Rễ ra trắng trơn của anh chị em. Rễ nè, rất là nhiều ha. Cây này bán thường chậu, trồng trên chậu sẵn mình đặt xuống đất á, nó rất là khỏe. Tiếp theo, mã số 21, một cây vàng son Hoa Mai. Pháp son Hoa Mai. Hoa cánh 5 cánh nè quý anh chị. Cây này thì có chiều cao là 1m20. Tán ngang là 70. Thoát thân 60. Có cái chi tử lên hoa luôn. Cây có hoành là 9 ở cổ thân ha, đế còn ha. Cây này mã số 21. Là gom. Cây này em vô lúa giá là 300.000 ha. Dubai Hường. Mã số 22. Đây là cây Dubai Hường nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao là 1m50 luôn. Tán ngang là 1m. Thoát thân là 58. Cổ thân là 10. Cây này thì em vô lúa giá là 350.000. Mã số 22. Hương sọc Dubai. Sọc Dubai. Hoa rất là đẹp luôn. Mã số 23 là một cây khủng quý anh chị em, Mỹ Hồng. Cây này thần chậu à. Theo cây Mỹ Hồng. Cây này về quý anh chị mình lên chậu, mình lên đôn à, nhìn rất là đẹp luôn. Cây khủng à, thần chậu. Cây có chiều cao là 1m3. Tán ngang là 1m40. Hàng thần chậu quý anh chị mình yên tâm à. Cây này có hốt thân là 23. Hoành 16. Mã số 23, cây này em vô lưu với giá là 700.000. Cây này to nha quý anh chị, hoành 16 ha. Cây mã số 23, 700, bao phí ship ha, cây rất là to, rất đẹp luôn.
Mã số 24. 24 là cây cam Đài Loan. Cây này thuần chậu nha cô chú anh chị. Về rồi ra nắng bình thường. Cây này có chiều cao là 1m20. Tán ngang là 1m. Thót thân 56. Lên đế luôn ha. Có đế. Cái này có hành là 11. Mã số 24. Này vô lưu giá là 350.000. Cam Đài Loan cây thuần chậu. Mã số 25. Đây là cây Phụng Hoàng Cam. Phụng Hoàng Cam, cây này là cây riêng nha, cây nguyên bản. Cây này thì có chiều cao là 1m. Tán ngang 70. Thót thân 39. Cây có hoành là 6. Cây này em giao lưu giá là 400.000. Phụng Hoàng Cam. 6 đây có đế sổ dưới nè. Mã số 26, một cây vàng son sữa bên chị em. Vàng son sữa. Cây có chiều cao là 1m20. Tán ngang 60. Hót thân là 50. Cây có hoành là 8. Mã số 26, vô lưu giá là 350.000. Vàng son sữa. Mã số 27 là Pháp Son Hoa Mai. Cây này cây thuần chậu nha. Cây có chiều cao là 1m1. Tán ngang 50. Hót thân 56. Cây có hoành là 6. Cây này em vô lưu giá là 300.000. Mã số 27. Hoa nào anh chị? Nở rất là đẹp luôn. Hết son hoa mai màu đỏ. Mã số 28. Trang lá nhỏ ha. Một cây hồng phấn lá xoắn thuần chậu. Tàn thông của anh chị em. Cây này có chiều cao là 1m. Tán ngang là 55. Thót thân 11. Cây có hoành là 7,5. Mã số 28 này em lưu giá là 250.000 nha. Hồng phấn. Hồng phấn lá xoắn siêu bông quý anh chị. Tiếp theo, một cái cây tàn thông. Thái đỏ ha. Thái đỏ tàn thông cây lớn nha cô chú anh chị. Thân chậu à. Cây này để dưới để trên đo không nổi. Cây này cao hết thước rồi. Tầm 1,5m. Cây này cao 1,5m đến 1,6m nha cô chú anh chị. Tàn rất là mịn nè. Cây này tán ngang là 80. Hàng siêu tầm ha. Hót thân 15. Cây có hoành là 12,5. Mã số 29 giao lưu với giá là 900.000 ha. Cây này phí ship nặng nha quý anh chị em. Cây này nặng lắm cô chú anh chị. Cao 1,5m trên. Rễ nè, cây này nó thuần chậu rồi. Mã số 30. Những cây này đã thuần chậu bông khỏe hết nha cô chú anh chị. Quý anh chị mình thấy cái dòng lá lên xanh mướt luôn. Đặc biệt cái form nó rất là đẹp. Cây này thì cũng có chiều cao là 1,5m nè. Tán ngang 80. Cây này về chơi Noel ha. Hót thân là 18. Cây có hoành là 13. Mã số 30 giao lưu giá là 900.000 ha. Cây tán nè. Cái form nó không bị phiết luôn anh chị em. Rất là đặc. Sáng bê mấy cây này không nổi luôn. Rất là nặng quý anh chị. Do thời tiết ở miền Nam rất là mưa nhiều. Mã số 31. Một cây thái đỏ tàn tròn thân chậu à. Cây này thì có chiều cao là 95. Tán ngang 90. Hót thân 12. Cây có hoành 12 luôn. Chậu này
Mã số 31, giao lưu giá là 350.000 ha. Cây này. Phượng tròn xe ha, như trái banh. Rất là đẹp. Cây này thuần chậu nha. Những cây này là thuần chậu. Mã số 32. Rễ này của chú chị rất là khỏe ha. Thái vàng, cây già chát. Cây già nứt luôn. Nè, cái thân đế này nó quen. Dạ mà lên da xù xì luôn quý anh chị. Cây này thì có chiều cao là 80. Tán ngang là 75. Thoát thân 20. Cây có hoành là 17. Trang thái vàng ha. Mã số 32, giao lưu giá là 350.000. Cây phơm tàn tròn. Mã số 33, thái vàng. Thái vàng, tàn tròn, cây thường chậu xanh mướt. Cây này thì có chiều cao là 90. Tán ngang 80. Thoát thân là 28. Cây có hoành là 19. Mã số 33, giao lưu với giá là 350.000 luôn. Mã số 34. Vẫn là thái vàng với anh chị. Lô này như nhau à. Cây này thì có chiều cao là 85. Rất là già cây. Tán ngang là 80. Thoát thân 20. Cây có hoành là 16. Cây này tán nó tròn hơn ha. Cây này em vô lúa giá là 400.000. Tán tròn đều, rất là đẹp ha. Mã số 35. Mã số 35 là cây thái đỏ. Đang phun hoa luôn. Những loại này là thuần chậu hết nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao là 85. Tán ngang 85. Thoát thân 16. Cây có hoành là 15. Cây mã số 35 này giao lưu giá là 350.000 luôn. Phun hoa rực rỡ đẹp nha. Rồi, tiếp theo mã số 36. Thái vàng, cây rất là già với thân của anh chị. Cây có chiều cao là 80. Tán ngang 75. Thoát thân 17. Cây có hoành là 19 luôn. Mã số 36, giao lưu giá là 400.000 nha. Cây màu vàng, thái vàng. Thân già nứt luôn. Mã số 37. Cây có chiều cao là 90. Tán ngang là 80. Cây thoát thân là 20. Cây có hoành là 19 rưỡi ha. Chậu này thì em vô lưu với giá là 400.000. Mã số 37, thái vàng. Vàng đang rực hoa ha. Những cây này thuần chậu rễ rất là khỏe luôn. 38, thái vàng. 38, thái vàng. Cây này cây lớn hơn nãy nha. Cây này có chiều cao là 1m1. Tán ngang là 95. Thoát thân 18. Cây có hoành là 22. Mã số 38, giao lưu giá là 600.000 nha. Tán tròn đẹp nha. Mã số 39, cây rất là nặng quá anh chị em. Cây này thì có chiều cao là 1m20. Tán ngang là 1m1. Thoát thân 20. Rễ nó đường gà trắng hết trơn. Cây này có hoành là 21. Cây này thì mã số 39 giao lưu với giá là 550.000 ha.
màu vàng rất là đẹp. Rồi, hôm nay em có một số mã mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị ha. Nhớ đăng ký kênh Pháp Thái để xem nhiều video và nhiều loại cây kiểng mới nhất. Em xin chào và hẹn gặp lại vào thứ ba bằng lăng ha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Đặc biệt hôm nay nguồn rất là đẹp. Quý cô chú anh chị mình lựa chọn những cây ưng ý liên hệ trực tiếp với nhà vườn nha. Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.